Trí tuệ Việt Nam gây choáng ở Olympic khoa học quốc tế khi ấm luôn giải đặc biệt cùng loạt huy chương. Xin chào các bạn, Việt Nam Jogger đã quay trở lại rồi đây. Các bạn thân mến, dù khởi đầu muộn hơn các cường quốc khác trên thế giới, nhưng trong thời gian gần đây, Việt Nam nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ, mang tên tuổi nền giáo dục Việt Nam vươn tầm thế giới. Đại diện cho màu cờ sắc áo, học sinh nước ta liên tục chứng tỏ tài trí khi liên tiếp ấm các giải thưởng danh giá trên các đấu trường tri thức uy tín. Như thông tin vừa được cập nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2024, các tuyển thủ Việt Nam lại xướng danh trên bảng vàng tại cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc. Vậy đội tuyển Việt Nam đã giành được những huy chương gì? Đâu là điều cốt lõi giúp nước ta phát triển thần tốc, vươn tầm châu lục tại các cuộc thi tri thức lớn trên thế giới? Câu trả lời sẽ có ngay trong video sau đây. Ngày 6 tháng 8, theo thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam cho biết, ba đội tuyển học sinh Việt Nam đến từ Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc năm 2024, với hai huy chương vàng kèm giải đặc biệt và một huy chương bạc. Được biết, giải đặc biệt Grand Prix là giải lớn nhất, được trao cho đội đáp ứng được tất cả các yêu cầu về một đề tài thiết thực và sáng tạo. Không phụ lòng mong mỏi, đội tuyển Việt Nam 2 đã giành huy chương vàng và xuất sắc ấm luôn giải đặc biệt Grand Prix. Các tuyển thủ xuất sắc góp mặt tại cuộc thi lần này bao gồm Nguyễn Quỳnh Chi, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội; Trần Diệu Huyền, trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc Hạ Long, Quảng Ninh; Hoàng Quân, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội; Nguyễn Trà My, trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh; Phạm Nhật Quang, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam 1 giành huy chương vàng gồm các học sinh Mai Chí Kiên, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Hoàng Thiên Sơn, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam; Lê Việt Linh, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam; Trương Uyển Linh, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trương Bảo Linh, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam 3 giành huy chương bạc gồm các học sinh Trần Đức Thái, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh; Ngô Hoàng Anh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh; Hoàng Duy Hưng, trường phổ thông liên cấp FPT Hà Nam. Cập nhận, các mầm non tương lai của đất nhà giỏi thực sự các bạn ạ. Nhờ tài chọn mặt dưới vàng mà cứ hễ Việt Nam chúng ta cử đội nào đi là đội đó có giải mang về. Cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc, Korea International Youth Olympiad for E, là kỳ thi khoa học quốc tế diễn ra hàng năm, được tổ chức bởi Hiệp hội các nhà sáng chế và doanh nhân nữ thế giới, WWIEA, và được tài trợ bởi nhiều tổ chức khoa học trên thế giới như Tổ chức Trí tuệ Thế giới WIPO, Tổ chức Phát minh Châu Âu EAPO, nhằm khích lệ thế hệ trẻ không ngừng sáng tạo, tìm tòi về khoa học kỹ thuật. Cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc năm 2024 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2024. Hội Vật lý Việt Nam cử 3 đội tham gia gồm các em học sinh đam mê khoa học đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước tham dự nội dung thi Team Creativity, nội dung đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Khang, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường đoàn học sinh Việt Nam dự Kayo for E năm 2024 cho biết, với khả năng sáng tạo, niềm đam mê mãnh liệt với khoa học, các em học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương vàng kèm giải đặc biệt và 1 huy chương bạc tại cuộc thi Olympic Khoa học Quốc tế Hàn Quốc. Đây là thành tích rất đáng tự hào. Được biết, đây không phải lần đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam giành giải thưởng danh giá này. Trước đó, vào năm 2023, đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ thi Kayo for E cũng đã xuất sắc đạt được 2 huy chương vàng kèm giải đặc biệt Grand Prix và 1 huy chương đồng. Và đây cũng không phải những tấm huy chương đơn độc khi trước đó ngay chính trong tháng trước thôi, thần đồng tin học gây ấn tượng khi chỉ cần 1/2 thời gian làm bài cũng chiếm trệ trên ngôi vô địch tại cuộc thi tin học Olympic STEM quốc tế. Hay trong cuộc thi Olympic vật lý quốc tế, 5 trên 5 em học sinh cũng vinh dự được vinh danh, giật giải về cho đội nhà. Vậy nhờ đâu mà trong thời gian ngắn Việt Nam lội ngược dòng, nâng tầm tri thức trên bảng vàng của các cuộc thi tri thức lớn? Sự vươn lên mạnh mẽ của nền giáo dục Việt Nam trên bảng vàng của các cuộc thi tri thức quốc tế là do nhiều yếu tố kết hợp. Yếu tố đầu tiên phải kể đến là trong thời gian vừa qua, chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cấp cho lĩnh vực giáo dục. Liên tiếp các chương trình giáo dục quốc gia được nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn quốc tế cũng như là tích cực cải thiện các phương pháp giảng dạy. Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới chú trọng vào việc phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề đã giúp nâng cao chất lượng giáo dục.
Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ trong lớp học cũng là một yếu tố hỗ trợ quan trọng, là nền tảng để các thế hệ tương lai chủ động trong việc nghiên cứu, phát triển thế mạnh của bản thân. Yếu tố thứ hai góp phần sự phát triển thần tốc của nền giáo dục Việt Nam là do chính phủ khuyến khích học sinh tài năng. Chính phủ và các tổ chức giáo dục đã thực hiện nhiều chương trình nhằm phát hiện và hỗ trợ học sinh tài năng, bao gồm các cuộc thi, học bổng và chương trình đào tạo nâng cao. Việc tạo cơ hội cho học sinh tài năng phát triển cũng góp phần quan trọng cho việc nâng cao thành tích học tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên sâu, các kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức định kỳ, chiêu mộ các chuyên gia và giáo sư hàng đầu trong các lĩnh vực như toán học, vật lý, hóa học và sinh học đã tham gia vào việc đào tạo và bồi dưỡng học sinh. Bên cạnh đó, Việt Nam đã tăng cường đầu tư vào các trường chuyên và lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi. Các trường chuyên như Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cái nôi đào tạo những tài năng trẻ. Đầu tư vào đào tạo đội ngũ giảng dạy là yếu tố thứ ba góp phần đưa Việt Nam lên đài vinh quang. Như các bạn cũng biết, chất lượng giáo dục không thể tách rời khỏi chất lượng giảng dạy. Trong thời gian vừa qua, chính phủ và các tổ chức giáo dục đã chú trọng nỗ lực cải thiện chất lượng đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên. Các chương trình cải cách giáo dục và đào tạo giáo viên là một yêu cầu cấp thiết mà Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trên toàn quốc phải đáp ứng. Qua đó, các khóa học đào tạo chuyên môn, chương trình tập huấn kỹ năng giảng dạy và các hội thảo nhằm nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên liên tiếp được tổ chức. Cuối cùng, một yếu tố không kém phần quan trọng của nền giáo dục Việt Nam được cải thiện rõ rệt là bởi nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Đề cao sự tích cực phát triển của học sinh nước nhà trong thời gian qua, các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNESCO và Ngân hàng Thế giới liên tục hỗ trợ Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo giáo viên. Ngành giáo dục Việt Nam đã tích cực thúc đẩy hợp tác giáo dục với hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế như CMBO, ASEAN, ASEM, APEC, UNESCO, UNICEF và đã thu hút được khoảng 500 dự án hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với tổng số vốn đầu tư trên 4 tỷ đô la Mỹ. Đã có hơn 600 chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam với các cơ sở giáo dục đại học của các nước, trong đó có 50 chương trình liên kết đào tạo với Hoa Kỳ. Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực nhằm phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đã xác định tăng cường hội nhập quốc tế bằng những hành động mở cửa như việc thành lập phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam, việc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã đặt mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu và phát triển giáo dục được xác định đóng vai trò là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Theo đó, hội nhập quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ giúp kết hợp sức mạnh nội tại của đất nước với sức mạnh thời đại. Vậy thì, theo bạn, ngoài những yếu tố mà chúng mình nêu ở trên, thì còn yếu tố nào giúp con người Việt Nam vươn tầm trên bản đồ tri thức không? Trong những yếu tố đó, yếu tố nào là yếu tố quan trọng, cốt lõi nhất? Bình luận cho chúng mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha! Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo!